Chiều ngày 5 tháng 1, tại trung tâm hội nghị huyện, thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 13, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 và sau kỳ họp thứ 17, Hội đồng Nhân dân huyện khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đơn vị huyện Vĩnh Tường gồm các ông, bà, ông Đàm Hữu Khanh Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Vĩnh Tường, tổ trưởng tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đơn vị huyện Vĩnh Tường, ông Nguyễn Thái Thịnh trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Kiều Xuân Thọ Phó trưởng ban kinh tế, ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Bùi Hữu Hưng Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đại đức Thích Minh Lâm trụ trì chùa Xuân Sơn, xã Việt Xuân và tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Vĩnh Tường gồm các ông, bà, ông Nguyễn Xuân Quang tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, ông Nguyễn Giang Bắc ủy viên ban thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, ông Nguyễn Phương Nam ủy viên ban thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân huyện, ông Bùi Quang Đạo ủy viên ban thường vụ huyện ủy, trưởng ban tổ chức huyện ủy đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Tường. Tại buổi tiếp xúc, ông Kiều Xuân Thọ phó trưởng ban kinh tế, ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông tin với cử tri kết quả kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 và phổ biến nội dung các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 thông qua. Ông Bùi Quang Đạo ủy viên ban thường vụ huyện ủy, trưởng ban tổ chức huyện ủy Vĩnh Tường thông báo tới cử tri kết quả kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 14 và phổ biến nội dung các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện khóa 14 thông qua. Cử tri huyện Vĩnh Tường đề nghị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 và đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 14 một số nội dung. Các cơ quan chức năng có giải pháp nạo vét sông Phan đoạn qua địa bàn xã Vân Xuân sau khi thi công công trình cầu đường, việc tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tại hội nghị, những ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Vĩnh Tường đã được các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện cùng các cơ quan liên quan tiếp thu và trả lời thỏa đáng theo thẩm quyền. Ông Nguyễn Xuân Quang tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện và ông Đàm Hữu Khanh, phó bí thư thường trực huyện ủy Vĩnh Tường, tổ trưởng tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đơn vị huyện Vĩnh Tường đề nghị trong thời gian tới, cử tri trên địa bàn huyện tiếp tục giám sát hoạt động của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, huyện, tiếp tục đề xuất các ý kiến để xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc nói chung, huyện Vĩnh Tường nói riêng ngày càng phát triển hơn.